Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Ca sĩ Tuấn Vũ sinh năm 1959 tại Bình Thuận, hiện định cư tại Mỹ. Tuấn Vũ là một trong số ít ca sĩ được đông đảo số người hâm mộ cho tới ngày nay. Hiện nay tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có các câu lạc bộ fan Tuấn Vũ tên thật là Nguyễn Văn Tài, sinh ngày 16 tháng 12 năm 1959 tại huyện Đức Linh, Bình Thuận, nguyên quán tại xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Tuấn Vũ sang Mỹ năm 1979 và định cư ở San Francisco. Tuấn Vũ theo nghiệp ca sĩ từ đầu những năm 1980 và trở thành ca sĩ nhạc vàng nổi tiếng. Đến nay, Tuấn Vũ đã thu âm trên 1.400 bài hát thuộc nhiều thể loại. Khá nhiều ca khúc làm nên tên tuổi của anh, nhưng trong đó nổi tiếng nhất là bài Người Yêu Cô Đơn của nhạc sĩ Đài Phương Trang. Ngoài ra, còn chuỗi CD liên khúc được Tuấn Vũ trình bày cũng được nhiều người biết đến. Tuấn Vũ trở về nước lần đầu năm 2001. Lần về nước ngày 16 tháng 7 năm 2010, Tuấn Vũ biểu diễn 6 đêm tại Nhà hát lớn Hà Nội, tại khách sạn Đài Anh và nhiều tỉnh thành khác tại miền Bắc vào những thập niên 80 và 90. Đi đâu trên mọi miền đất nước, từ Bắc tới Nam người ta cũng nghe cũng văng vẳng giọng ca của anh. Tuấn Vũ là một trong số ít ca sĩ được đông đảo số người hâm mộ cho tới ngày nay. Hiện nay tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có các câu lạc bộ fan Tuấn Vũ duy trì hoạt động, gặp gỡ thường xuyên. Các fan của Tuấn Vũ hâm mộ anh không chỉ bởi các ca khúc bất hủ đã đi sâu vào lòng người mà còn bởi tính cách hòa đồng, chân thật và giản dị của anh. Tiếng hát của Tuấn Vũ một thời là thần tượng của thính giả trong nước Việt Nam cũng như tại hải ngoại. Đi đâu cũng nghe Tuấn Vũ, từ Sài Gòn ra Hà Nội, đâu đâu cũng nghe văng vẳng giọng ca của anh. Tuấn Vũ hiện sống một mình trên đất Mỹ ở tuổi xế chiều. Nhiều người hỏi anh có buồn không, Tuấn Vũ cho biết. Giết rồi quen và thấy bình thường. Tuấn Vũ, ca sĩ hải ngoại thành công với những ca khúc nhạc vàng trữ tình gần gũi với khán giả từ nhiều thập niên. Trên sân khấu, anh thả hết hồn mình qua từng điệu nhạc, nhưng ngoài đời Tuấn Vũ lại rất kiệm lời. Nói về cuộc sống hiện tại bên Mỹ, Tuấn Vũ chỉ gói gọn trong hai chữ bình thường người hâm mộ gặng hỏi mãi. Tuấn Vũ mới tâm sự, tôi ở bên Mỹ vẫn bình thường, lần này về cũng ghé thăm mộ bố mẹ và mấy đứa em, đứa cháu ở nhà. Thì này về tôi ở cũng khá lâu, chừng 1 đến 2 tháng ở Việt Nam. Ở Mỹ, tôi thân thiết với một người mà gọi là con thì không phải, bởi bố mẹ cháu mất lâu rồi, mình nuôi và coi như con cháu trong nhà. Tuấn Vũ cho biết, anh với người này thường xuyên gặp nhau và còn bình thường anh chỉ sống một mình mà thôi. Những lúc rảnh rỗi, anh thường đến chùa hay nhà thờ để tâm sự với cha hay các sư về cuộc sống. Chính vì vậy, dù ở một mình nhưng Tuấn Vũ không cảm thấy buồn chán hay khổ tâm. Ngoài lịch đi hát, ở bên Mỹ anh còn mở một quán nhậu để tăng thêm thu nhập. Anh nói, tôi sang nước ngoài từ năm 79 đến giờ, nét sống ngoài đi hát cũng có nghề phụ. Như anh Chế Linh và tôi cũng có mở một quán nhậu. Từ ngày mở quán, tôi bớt say xỉn hơn nhiều và cũng nhờ thế nên tôi mập hơn. Cuộc sống bên Mỹ một mình nhưng Tuấn Vũ cảm thấy thoải mái, thỉnh thoảng anh trò chuyện với các em qua mạng. Theo Tuấn Vũ cho biết, lần này về Việt Nam, anh muốn bù đắp tình cảm cho người thân của mình. Đứa em tôi có nói nhiều khán giả quan tâm lắm, tôi cũng chẳng biết phải nói sao. Thực ra, cuộc sống của mình tới giờ vui nhiều mà buồn cũng nhiều, sợ nhiều khi mình nói, người ta nghe lại không nghĩ là đúng. Vậy nên tôi chỉ biết cảm ơn khán giả đã thương mình qua mấy chục năm qua, chứ không muốn nói quá nhiều về bản thân, Tuấn Vũ tâm sự. Được biết, do ở Mỹ xa xôi nên Tuấn Vũ đã không kịp về nhìn mặt cha mẹ lần cuối. Đây là điều nuối tiếc nhất trong cuộc đời của nam ca sĩ hải ngoại. Qua đấy để anh giúp là một điều ý nghĩa trong cuộc đời. Tiền bạc chỉ là phù du, tình cảm mới là quan trọng. Nhiều người cho rằng anh giàu có quá rồi nên mới không gọi tiền là phù du. Tuấn Vũ lắc đầu, anh giải thích, tiền bạc thì ai không thích, nhưng tôi xem là phù du, tức là vì giờ có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, đến khi nằm xuống cũng không mang theo được. Tình cảm nằm sâu trong tim, khi đi rồi,
có thể hình dung tất cả mọi người mình yêu quý để ở trong lòng và cảm ơn rất nhiều. Tôi không phải đại gia, tôi nghèo lắm, chính vì thế, Tuấn Vũ coi trọng chữ tình, anh muốn dành thời gian ở Việt Nam để bù đắp cho anh em họ hàng và cả những người đã từng đi qua cuộc đời anh nữa. Tuấn Vũ là người con thứ 4 được sinh ra. Ra trong gia đình có 10 anh chị em bao gồm 4 anh em trai, 6 chị em gái. Tuấn Vũ qua Mỹ một mình năm 1979. Tại đây cuộc sống khổ cực khiến anh làm nghề đánh cá và nhiều nghề khác nhau để kiếm sống. Ông sở hữu một giọng ca trời phú rất hay và cực kỳ yêu dòng ca nhạc trữ tình. Anh có thể vừa hát vừa làm bất cứ thứ gì tại bất cứ đâu, từ đi đánh cá ngoài khơi cho đến khi ở nhà một mình. Anh thần tượng nữ ca sĩ Giao Linh và ca nhạc sĩ Nhật Trường, do đam mê ca hát nhưng lại không có điều kiện theo học thanh nhạc. Chính vì thế anh phải tự học và tự tập luyện luyến láy, tự tập gõ nhịp. Do thiên bẩm vì thế việc này nhanh chóng thành công. Năm 1980 nhờ duyên phận mà anh đã được gặp nữ ca sĩ Trúc Mai, và cũng từ đó cuộc đời của anh chuyển sang một trang sử mới và vinh quang cũng theo đó mà đến với anh. Trong một lần đi dạo trên bãi biển và nghe được giọng hát của anh chàng đánh cá, ca sĩ Trúc Mai đã tới hỏi thăm và hỏi có muốn hát trên sân khấu không, và điều hiển nhiên là anh đã chớp ngay cơ hội đó, và từ đó anh được Trúc Mai và các người nghệ sĩ khác dìu dắt trên con đường âm nhạc. Do có sẵn đam mê ca hát và có giọng ca tuyệt vời mà chính vì thế anh đã nhanh chóng chinh phục được các khán giả ngay từ lần đầu tiên được đứng hát trên sân khấu. Mặc cho đã hát qua rất nhiều bài nhạc, nhưng cho đến mãi năm 1985 thì anh mới có được cho mình đĩa CD đầu tiên, đó chính là bản Đôi Mắt Người Xưa Bất Hủ và Nữ Hoàng Sâu Muộn cùng với thần tượng của anh là ca sĩ Giao Linh. Trong đĩa CD đầu tiên của Tuấn Vũ là do Trung tâm Thanh Lan thực hiện. Thanh Lan cũng chính là trung tâm đầu tiên thu âm giọng hát của Tuấn Vũ. Những CD của anh được các khán giả mọi nơi đón nhận một cách nồng nhiệt do anh sở hữu một giọng ca kỹ thuật và truyền cảm. Một trong các bài hát đã đưa anh đến với khán giả chính là bài Phượng Buồn. Từ đó tiếp cận khán thính giả ở khắp nơi từ trong nước cho đến ngoài nước. Tuấn Vũ từng về Việt Nam nhiều lần và nơi mà anh thích biểu diễn. Ở New Century, có một người mời anh về nhà nhậu. Ăn xong thì anh mới hỏi là món đó là món gì mà ngon thế, thì người đó mới trả lời là thịt chó. Đấy cùng là câu chuyện vui mà anh hay kể lại cho bạn bè khi nói về những lần trở về Việt Nam biểu diễn. Hiện anh đang sinh sống tại thành phố Cali, nước Mỹ. Anh đã tham gia rất nhiều show diễn trên nước Mỹ và hiện nay anh đang hát cho trung tâm ACL và được khán thính giả rất yêu mến. Gần đây thì anh có dự định về Việt Nam biểu diễn 2 tháng. Nhưng kết quả là do có quá nhiều show diễn cho các trung tâm bên Mỹ và do ACL không cho các ca sĩ của họ về nước biểu diễn nên chúng ta đành chờ đợi vậy. Cuộc đời anh đã phải trải qua nhiều sự kiện đau buồn và khó khăn. Thời kỳ những năm từ 1994 đến 1996 do anh bị phụ bạc trong chuyện tình yêu và cũng vì thế đã làm anh có lúc đã sa ngã vào. Anh đã vắng bóng hẳn trong làng ca nhạc và gần như không xuất hiện trở lại. Tuy là thời kỳ khó khăn nhất, nhưng nhờ nghị lực của bản thân, anh đã có thể vượt qua được các mất mát từ tình yêu và vượt qua cả sự cám dỗ của nàng Tiên Nâu để trở lại sân khấu. Và từ đó tác phẩm Tâm Sự Đời Tôi là tác phẩm đầu tiên do anh trình bày sau vài năm vắng bóng. Tác phẩm nói ra được cõi lòng của Tuấn Vũ và cả tâm sự của anh. Bài hát này hoàn toàn do anh chọn vì nó hợp với cuộc sống đầy sóng gió của nam ca sĩ này.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.